Xin chào, các bạn đã đến với An Tiến Studio. Nếu nhắc đến tai nghe hoàn toàn không dây thì không thể không kể đến chiếc tai nghe là Apple AirPods. Tai nghe không dây AirPods được đông đảo người dùng đón nhận nhờ khả năng hòa nhập với hệ sinh thái Apple. Tuy nhiên thì ngày càng nhiều mẫu True Wireless đáng ngờm xuất hiện. Trong đó có mẫu VFF1000XM3 đến từ Sony mà mình đã có một video giới thiệu, các bạn có thể xem video đó tại đây nhé. Với khả năng khử ối xuất sắc, thời lượng pin ấn tượng, âm thanh hay, Sony VFF1000XM3 đang làm mưa làm gió trên thị trường tai nghe không dây những ngày gần đây. Vậy đâu sẽ là sản phẩm tuyệt vời hơn? Hãy cùng mình so sánh hai em tai nghe này nhé! Đầu tiên mình sẽ nói về thiết kế và cảm giác đeo. Thiết kế AirPods không có gì nổi bật ngay từ khi ra mắt. Lựa chọn kiểu tai nghe Airbus không có đệm mút. Apple mang đến chiếc tai nghe chỉ có một kích cỡ đeo duy nhất cho tất cả mọi người. Điều này vừa có cái hay lại vừa có cái dở. Một số người không đeo được dạng tai nghe in-ear sẽ rất thích. Nhưng mà với những ai có khuôn tai không phù hợp, AirPods sẽ gây cảm giác đeo thô cứng và lỏng lẻo sau vài giờ. Tai nghe Sony VFF1000XM3 thì khác. Nó được thiết kế theo kiểu in-ear với 6 cặp đệm tai nên mà sẽ phù hợp với tất cả mọi người thay vì chỉ có một cỡ đeo như là AirPods. Tuy vậy, với kích thước housing khá là cồng kềnh nên sẽ có đôi chút cảm giác cấn tai khi đeo trong một thời gian dài. Nhưng mà với lớp phủ ngoài là lớp cao su mịn thì Sony VFF1000XM3 sẽ đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho người đeo. Tất nhiên, như đã nói ở trên, có người sẽ chọn earbud như là AirPods và có người lại mê in-ear như là VFF1000XM3, còn tùy thuộc vào bạn là nhóm nào. Về hộp sạc thì hộp sạc AirPods cung cấp khả năng sạc không dây, trong khi 1000XM3 thì hỗ trợ sạc nhanh. Cả hai đều chỉ cung cấp một trong hai tính năng này, bạn sẽ phải cân nhắc xem là mình thích điều gì hơn. Ngoài ra thì kích cỡ hộp của AirPods cũng nhỏ hơn, dễ dàng nhét vào túi hơn hẳn so với thiết kế tương đối cồng kềnh của chiếc hộp là 1000XM3. Hộp sạc cả hai đều là dạng lật hít, rất dễ sử dụng. Nói chung về thiết kế, hai em này thì mình đánh giá là ngang nhau, tùy vào kích thước tai và sở thích của mỗi người. Còn về thời lượng pin thì hai sản phẩm này cũng khá là ngang nhau, khi VFF1000XM3 và AirPods đều cung cấp 24 giờ sử dụng. Nhưng nếu bạn tắt khử tiếng ồn trên chiếc Sony 1000XM3 thì nó sẽ kéo dài tới 30 giờ, vượt qua đại diện của Apple. Tiếp theo sẽ là tính năng của hai sản phẩm. Khi mới xuất hiện thì AirPods là một lựa chọn phong phú nhất về mặt tính năng và đến bây giờ thì vẫn gần đúng. Chúng có điều khiển cảm ứng, cảm biến nhận biết khi nào đeo trên tai để phát nhạc. Đặc biệt là nhờ con chip riêng H1 của Apple, nó kết nối với các thiết bị như là iPhone, MacBook một cách nhanh chóng mặt. Ngoài ra thì gọi trợ lý Siri chỉ bằng một câu nói cũng là lợi thế của iFan. Tuy nhiên, Sony đã bỏ ra 2 năm để phát triển 1000XM3 và bây giờ nó đã bắt kịp AirPods, thậm chí là còn một số điểm vượt trội hơn. Mẫu tai nghe mới của Sony có cảm biến nhận biết khi nào trên tai, nhờ vậy nó có khả năng tự chơi nhạc và dừng nhạc. Nó cũng có điều khiển cảm ứng và một thứ mà AirPods không có đó là khả năng khử tiếng ồn. Sony khẳng định đây là tai nghe True Wireless khử tiếng ồn tốt nhất hiện nay. So sánh với AirPods vốn dĩ mang thiết kế earbud đã cách âm thụ động kém, lại không có tính năng khử tiếng ồn thì rõ ràng là quá chênh lệch. Có lẽ điểm gỡ lại ở đây cho Apple đó chính là con chip H1 và hệ sinh thái iOS, thứ mà Sony không thể bắt kịp. Tuy nhiên, nếu không dùng các sản phẩm Apple thì lợi thế này không còn nữa. Và đây thì mình đánh giá Sony giành chiến thắng với khả năng khử tiếng ồn ưu việt. Và cuối cùng là âm thanh. True Wireless vốn phải hy sinh chất âm để đánh đổi cho nhiều thứ. AirPods là minh chứng rõ nhất cho điều này. Tuy nhiên khi đặt cạnh Sony VFF1000XM3 thì quả thực là Apple AirPods không có cửa. Với đệm tai silicone mang lại khả năng cách âm tự động tốt hơn, cho phép chỉnh EQ và công nghệ xử lý âm thanh của Sony, rõ ràng là AirPods không thể chiến thắng được 1000XM3. Không phải AirPods quá tệ, chúng vẫn có chất âm tạm ổn khi xét đến thiết kế earbud vốn bất lợi về mặt trình diễn âm thanh. Chẳng qua là VFF1000XM3 quá tốt mà thôi. Tổng kết lại, qua trải nghiệm và cảm giác của bản thân mình thì chiếc VFF1000XM3 rõ ràng là có nhiều ưu điểm hơn là AirPods. Nhưng mà không có nghĩa là bạn chẳng có lý do gì để mua tai nghe Apple đâu nhá. Đầu tiên, AirPods rẻ hơn một chút, khoảng 4,6 triệu cho bản AirPods 2 sạc không dây so với 5,5 triệu của Sony VFF1000XM3. Thứ hai, AirPods làm việc cung cấp phần mềm Apple quá mượt mà. Có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đánh đổi cho điều này. Nếu không vì hai lý do ở trên, hãy chọn VFF1000XM3. Tai nghe của Sony sẽ cung cấp cho bạn âm thanh tốt hơn, khử ồn tốt hơn và pin lâu hơn một chút. Các bạn thấy thế nào về hai chiếc tai nghe này? Hãy để lại ý kiến cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hay và hữu ích,
Nhớ để lại một like, một share và một subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nhớ bấm vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.